xíu à. Bây giờ phải bỏ cái gì vô cho nó ấy, hay là tính tiền theo kiểu gì? Em tính là bao nhiêu đi? 6 bao, 6 bao bao nhiêu đó? 625, 625 nhân lên bé. Máy bấm, máy tính. 625 mà yếu yếu một chút. Ừ. Thì tính 60 nha. Tại vì nó yếu yếu. Hơn 6 bao, 10 đồng một bao hơn. Đúng rồi, là 60 thì 62 nhưng mà nó yếu nè. Yếu dưới nè. Thì 6, bây giờ 62 rưỡi thì em nói 62. Ok. Chị hiểu không? Rồi xong xong. Sao được? Xong kia. Ủa sao được? Bố ơi trả tiền. Rồi cái tiệc này đồ ăn ngon lắm mọi người ơi. Quýt cũng đẹp nữa. Nè bán nè. Me nè, trả tiền. Trả tiền mặt đi. Me nè, nho nè, vải nè, cóc này bố cứ tiền 100 cho cổ. À bao nhiêu? 62 đồng dưới lột. À cóc rồi xoài. À cái gì, cái này là dừa, dừa u, dừa thủ 62 đồng. À rồi cái gì á, dứa nè, thơm nè, bưởi nè, xoài, xoài Đài Loan. Cái này là đặc biệt nhất nè. Cái này là mã cầu Thái nè. Dừa. Rồi bưởi, chuối. Rồi dưa hấu. Rồi bánh tét. Rồi bơ. Vải, mít, táo. Đẹp lắm mọi người. Họ làm sẵn trên cái phát kiện này nữa nè. Ui ngon quá. Double chê. Thôi mọi người ghé đến đây nha. Chỗ này ở ngay Bonsai với Phúc Phớt nè. Bán rất là rẻ và ngon. Thôi chào mọi người nha. Chào mọi người.